Ngày xưa, có một gia đình tên là Retinol, có cụ tổ là vitamin A. Trong gia đình Retinol khá đông anh em như Retinol, Retinol ester, Adapalene, Tretinol hay Isotretinol. Trong tập ngày hôm nay thì chỉ có hai anh em lên sóng là Difflin và Tretinol vì khả năng trị mụn với các sản phẩm bôi ngoài da là đỉnh nhất nhà. Thằng anh cả Iso trị mụn đỉnh nhất nhưng mà được cho vào thuốc uống nên hôm khác sẽ lên sóng sau. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu hai anh em Difflin và Tretinol để xem chúng nó trị mụn như thế nào và sử dụng như thế nào để chuẩn nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo trong series trị mụn của Glowis là về hai thành phần Difflin và Tretinol. Thì để hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về việc không tụ tập đông người thì hôm nay chúng ta sẽ kết nối online với hai anh em nhà Tretinol nhé. Xin chào, hai bạn có nghe thấy tôi nói gì không ạ? Các bạn đã sẵn sàng tham gia buổi phỏng vấn chưa? Oh hello, chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã nhận lời tham gia phỏng vấn cùng Glowis ngày hôm nay. Thì các bạn hãy giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhỉ? Chào các bạn, tôi là Tretinol, anh của Difflin, được nhận giấy khai sinh của FDA vào năm 1962. Các bạn có thể tìm thấy tôi ở ngoài hiệu thuốc hoặc các sản phẩm skincare với nồng độ là 0,025% hoặc 0,05% hoặc là 0,1%. Xin chào, tôi là Difflin, một trong những anh em trẻ nhất trong nhà. Tôi kém Tretinol 34 tuổi, có nghĩa là tôi nhận giấy khai sinh của FDA vào năm 1996. Các bạn cũng có thể tìm thấy tôi ở các hiệu thuốc hoặc các sản phẩm skincare một cách dễ dàng, thông thường ở với nồng độ là 0,1%. Sau khi được giới thiệu, các bạn là hai thành phần trị mụn bôi ngoài da đỉnh nhất hiện nay thì có khá nhiều độc giả của Glowis thắc mắc là các bạn hoạt động trị mụn như thế nào và cách hoạt động trị mụn của các bạn có giống nhau không? Thực tế mà nói thì cách hoạt động của chúng tôi cũng không khác nhau cho lắm. Chúng tôi trị mụn bằng cách là giảm lượng dầu thừa trên da, đẩy nhanh tốc độ thay da và làm bong lớp tế bào chết đi thì điều này ngăn chặn đít tắc lỗ chân lông hình thành đến mụn. Việc hoạt động giống nhau như vậy thì có đồng nghĩa với việc là chúng tôi sử dụng một trong hai các bạn đều có kết quả như nhau không? Mỗi kiểu da khác nhau sẽ thích ứng với Tretinol hơn hoặc là Difflin hơn. Thì theo một số nghiên cứu, hiệu quả trị mụn của 0,1% Difflin với 0,025% Tretinol là tương tự nhau, nhưng Difflin ít kích ứng hơn. Hơn nữa là Tretinol ít ổn định và dễ bị phân hủy bởi oxy và ánh sáng. Ngoài ra, Difflin còn có tác dụng chống viêm nên dễ dàng làm dịu các nốt mụn viêm. Vì vậy, chúng tôi khuyên các bạn nên sử dụng Difflin để trị mụn trước. Nếu sau 4 đến 6 tuần không thấy sự cải thiện nào thì các bạn có thể cân nhắc sử dụng Tretinol với nồng độ cao hơn hoặc là benzoyl peroxide nếu mụn viêm nặng. Có nhiều bạn feedback lại rằng sử dụng Difflin trong vòng 1 trong 2 tuần đầu thì có lên mụn nặng hơn. Thì không biết là như vậy có đúng không và các bạn có thể giải thích sao về điều đó? Có hai trường hợp xảy ra. Một là các bạn bị kích ứng, breakout với việc dùng liều lượng quá nhiều hay là da không thích ứng được với chúng tôi. Hai là việc mụn lên, đó là kết quả của purging, có nghĩa là việc đẩy mụn cũ lên hết rồi mất dần. Trong 1-2 tuần đầu thì khó mà phân biệt được hai trường hợp này. Nếu sau tuần thứ 4, mụn của bạn vẫn nổi nhiều thêm thì đó là breakout, phải dừng lại ngay. Còn tình trạng mụn có tiến triển tốt thì hãy tiếp tục sử dụng nhé. Các bạn có khiến da bị yếu đi không? Da các bạn không bị yếu đi nhé. Chúng tôi còn tăng sản sinh collagen và hyaluronic acid. Đúng rồi. Ngoài ra chúng tôi còn giúp thẩm thấu các thành phần dưỡng da khác tốt hơn nữa. Tuy nhiên, có một điều đó là chúng tôi có thể làm mỏng lớp sừng trên da, khiến da nhạy cảm hơn dưới ánh nắng mặt trời. Cũng có thể bạn thấy da khô hơn, đỏ mặt và dễ kích ứng hơn nữa. Vì vậy, đừng quên bôi cấp ẩm, cấp nước cho da đầy đủ. Bôi kem chống nắng là nhiệm vụ không thể bỏ qua khi sử dụng chúng tôi nhé. Đừng quên nhé. Các bạn có những lưu ý gì cho những bạn là muốn sử dụng các bạn làm thành phần trị mụn không? Thứ nhất là chỉ bôi một lượng nhỏ bột hạt đậu cho toàn mặt. Bôi nhiều hơn có thể gây kích ứng hơn đó. Thứ hai là để tránh kích ứng tuyệt đối thì các bạn có thể sử dụng chúng tôi sau bước dưỡng ẩm. Các bạn hãy tăng tần suất sử dụng, tuần đầu tiên là 2 lần một tuần, tuần tiếp theo là 3 lần, rồi tiếp theo nữa là 4 lần một tuần. Dần dần như thế thì da sẽ dễ thích ứng hơn. Thứ ba là sử dụng trước hay sau bước dưỡng ẩm thì cũng nhớ là sử dụng khi mặt khô hoàn toàn nhé. Thứ tư là các bạn đang có thai hoặc cho con bú thì không nên sử dụng chúng tôi, khá nguy hiểm cho con của bạn đó. Các bạn có thể trị được những loại mụn gì nhỉ? Chúng tôi có thể trị được cả mụn viêm lẫn mụn không viêm nhé. Nhưng nếu để trị mụn viêm thì có thể chúng tôi không bằng thằng bạn benzoyl peroxide hoặc azelaic acid. Nhưng nếu bạn muốn trị mụn ẩn, mụn đầu trắng, mụn đầu đen là những loại mụn không viêm thì có vẻ chúng tôi khá phù hợp đó. Nói đến đây mới nhớ thì hôm trước lúc mới ngủ dậy thì tôi có thấy có một chiếc mụn đỏ nó chuẩn bị trồi lên ấy. Thì tôi sử dụng Difflin ngay thì tối hôm đó chiếc mụn đấy cũng lặn mất tăm luôn. Đúng rồi, Difflin giúp ngăn cản quá trình hình thành mụn, đặc biệt là giảm viêm nên có thể giúp bạn loại bỏ được những nốt mụn chuẩn bị hình thành như thế. Các bạn có thể sử dụng cùng với các thành phần trị mụn khác như benzoyl peroxide hay AHA, BHA không?
có thể nhưng mà đừng lạm dụng. Difflin và benzoyl peroxide thì các bạn có thể tìm thấy chúng tôi được kết hợp với nhau ở những sản phẩm Epido. Riêng tretinoin thì không sử dụng chung với benzoyl peroxide vì tretinoin rất kém ổn định, benzoyl peroxide sẽ làm mất tác dụng của tretinoin nếu dùng chung. Tốt nhất là bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc những người có chuyên môn và chính bạn cũng phải hiểu ra bạn như thế nào để xem có nên sử dụng chung những thành phần này với nhau hay không, nếu có thì sử dụng như thế nào. Những thành phần này đều có khả năng gây kích ứng cao, nếu sử dụng chung có thể sẽ khiến tình trạng da bạn tồi tệ hơn đó. Rồi và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay đó chính là các bạn có thể recommend cho chúng tôi một hoặc một vài sản phẩm có thể sử dụng không? Đây là sản phẩm Difflin mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn. Sản phẩm Difflin này của Mỹ với nồng độ 0,1% được người dân Mỹ rất tin tưởng và sử dụng khá nhiều. Bạn nên thử. Nếu bạn đang ở quốc gia ngoài Mỹ thì có thể order qua các kênh trung gian khá đơn giản mà. Cảm ơn lời chia sẻ tận tình của các bạn. Chúc các bạn một mùa dịch an toàn và phòng chống dịch hiệu quả. Về phía độc giả của Glowis thì nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì về hai thành phần này trong công cụ trị mụn thì có thể để lại comment phía dưới đây. Và giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Glowis trong thời gian vừa qua. Thì chúc các bạn luôn mạnh khỏe và xinh đẹp.